Đồng yên rốt cuộc thì cũng phá kỷ lục 100 yên đổi 1 đô la và tiếp tục đà giảm của mình. Nhưng điều mọi người quan tâm là xu hướng giảm này sẽ kéo dài đến bao lâu và đồng yên sẽ giảm sâu đến mức nào? Nhiều chuyên gia cho rằng đồng yên sẽ nhanh chóng hãm phanh vì nhiều lý do. Sáng ngày 10 tháng 5 tại thị trường Tokyo, 1 đô la Mỹ đổi được 101,12 yên so với mức 1 đô la Mỹ đổi 100,6 yên vào cuối ngày thứ Năm tại New York và mức 99,02 yên tương đương 1 đô la Mỹ cách đó một ngày. Mới mấy hôm trước, tôi còn chẳng thể mua gì với 1 đô la tại cửa hàng đồng giá 100 yên của Nhật Bản. Giờ đây thì khác. Cuối cùng thì đồng yên cũng đã phá mức thấp kỷ lục 100 yên đổi 1 đô la. Một mục tiêu của chính phủ Nhật Bản đã đạt được. Giờ đây, điều nhiều người quan tâm là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng cũng có nhiều lý do để nghi ngờ việc đồng yên sẽ tiếp tục giảm. Thứ nhất là lý do ngoại giao. Cả chính phủ Nhật Bản lẫn ngân hàng trung ương đều không có ý định thao túng tiền tệ. Mục đích duy nhất của chúng tôi là chấm dứt tình trạng giảm phát. Dù chính phủ Nhật Bản tuyên bố rằng họ không có ý định thao túng tiền tệ, nhưng những nước xuất khẩu lớn như là Mỹ khó mà tiếp tục giữ im lặng khi đồng yên cứ tiếp tục giảm. Lý do thứ hai là chính sách tiền tệ mạnh mẽ của chính phủ Nhật. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã trở thành ngân hàng có chính sách nới lỏng tiền tệ quyết liệt nhất trên thế giới. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu kinh tế Mỹ yếu hơn và cục dự trữ tiền tệ của nước này phải in thêm tiền? Điều đó có nghĩa là đô la Mỹ sẽ có khả năng suy yếu và đồng yên lại mạnh lên. Lúc đó chính phủ Nhật sẽ có phương cách gì để ứng phó? Lý do thứ ba là chi phí nhập khẩu. Giá của các hàng hóa như là bột mì và dầu ăn đã bắt đầu tăng. Thêm vào đó, Nhật Bản ngày càng phụ thuộc hơn vào nhập khẩu nhiên liệu kể từ khi xảy ra sự cố rò rỉ nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Nếu chi phí năng lượng trở thành gánh nặng của người tiêu dùng, thì có lẽ chính phủ Nhật Bản sẽ không còn thấy việc pha giá đồng yên là điều tốt nữa. Nhiều nhà phân tích mong đồng yên tiếp tục hạ, nhưng không mong đồng yên hạ xuống mức 120 yên đổi 1 đô la trong thời gian quá ngắn.